mình 6 tuổi nè, hôm nay mình sẽ bàn toán nè. 20 trừ 8 bằng bằng 12 nè, là cộng thêm 7 là 19 nè, cộng thêm trừ cho 5 là bằng 14 nè. 30 trừ 6 là bằng 24 nè, cộng thêm 12 bằng 36 nè. Chín cộng 22 là bằng 31 các bạn là 28 là bằng 23 nè. 40 trừ 10 là bằng 30 nè, cộng 12 là bằng 42 nè. 42. 30 cộng 12 bằng 42 là chỉ cho 8 bằng 34 nè. Ok. Ông 32 cộng 11 bằng 43 nè, cộng hình trừ cho 9 bằng 44 bằng 34 nè. 34 26 âm 22 13 bằng 39 nè, là trừ cho 20 bằng 19 nè. 44 trừ cho 17 bằng 27 nè. 52 trừ cho 24 bằng 28 nè. 38 cộng trừ cho 14 bằng 24 là cộng 20 bằng 34 là trừ cho 5 bằng 29 nè. 40 trừ cho 16 bằng 24 nè, là cộng 27 bằng 31 nè. Very good. Easy. Easy. Rồi mình sẽ tiếp tục làm toán nha. Bây giờ mình sẽ tính tính cái bảng này gì thử như thế nào. Tính coi. 40 trừ cho 9 bằng 31 nữa. Rồi sao nữa? Trừ cho 5 bằng 26 nè. Ghi vào. Ủa, giỏi quá. 45 trừ cho 9 nè, bằng 26 nè. Đúng rồi. Giỏi quá. Very good. 51 trừ cho 23 bằng 28 nè. Giỏi quá. 50 trừ 10 bằng 40. Cái này khó nè. 50 trừ 10 bằng 40 trừ 9 là bằng 31. Còn 23 là 34. Oh, very good. Good job. 30 trừ 12 bằng 18 là cộng 26 là bằng 24. Và trừ 4 là 20. Oh, very good. Là 32 trừ cho 9 bằng 23 là cộng thêm 11 là bằng 34 là cộng trừ cho 4 bằng 30. Ok, very good. Là 18 cộng thêm 17 bằng 35 là cộng thêm trừ cho 8 bằng là bằng 27 là cộng 24 là 31. Oh, very good. Giỏi quá. Ôn giỏi quá. 19 cộng 11 bằng 30 cộng trừ cho 12 bằng
bằng 18 là cộng 26 là bằng 24. Ok, very good. Giỏi quá, vun giỏi thiệt. Quá 24, giỏi luôn. 24 trừ cho 9 bằng 15 cộng 23 bằng 28 là cộng 25 là bằng 32 cộng bằng 33. Ok, very good. Good job. Bằng 40 trừ cho 18 bằng 22. Là cộng thêm không cộng, cộng 8 là bằng 30 trừ cho 6 bằng 24. Oh, very good. 10 điểm. Giỏi quá. Đưa bố cho 10 điểm luôn. Quá giỏi luôn, quá siêu luôn. Quá siêu luôn. Đúng rồi, very good. Xin chào các bạn đi, hôm nay mình có làm thêm không? Mình làm thêm luôn ba. Làm thêm đêm nữa, làm thêm một trang nữa nhé. Đúng rồi. Ok. Xóa hết đi, con xóa hết. Xóa hết rồi bố làm lại nha. Làm lại. Xóa nhanh lên. Được đây. Đừng có xóa 10 điểm. Xóa 10 điểm thì mới viết lại chứ. Bây giờ bố viết bất kỳ luôn rồi con làm nha. Bây giờ tới đứng bố có viết bất kỳ nè. Bố xóa hư này. Rồi, bố viết đại luôn nha. Bây giờ đứng sát đây nè. 35 trừ cho 9 cộng 11 bằng nhiêu nha. 42 trừ 23 cộng 10 bằng nhiêu. 14 trừ cộng 8 trừ 9 quy đại luôn. 21 cộng thêm 21 15 trừ cho 16 bằng nhiêu ha. Rồi bây giờ mình bên này là ví dụ 30 trừ 9 cộng 13 bằng nhiêu. 40 42 đi trừ cho 18 cộng 11, cái này khó nha. 50 trừ cho 14 cộng 8 bằng nhiêu. 52 trừ cho 14 cộng thêm bằng nhiêu. Thôi không cần cộng thêm, cái nào cộng thêm cũng được. Cộng thêm đi. Cộng thêm à? Dạ. Rồi cái này cộng thêm cộng nhiêu thêm nữa? 9 9, 10 hay 10? 9 9 đi. 9 đi. Rồi khó đó. Rồi làm đi. Bây giờ con bắt đầu nha. Dạ. Rồi tính đi, tính cho coi là trừ cho 9 bằng mình làm tiếp tục nha. Ok. Mình 35 trừ cho 9 bằng 26 nha, cộng thêm 11 bằng 37 nha. Oh, very good. Good job. 42 trừ cho 23 bằng là 19 nha, cộng thêm 10 là 29 nha. Oh, very good. Là 14 cộng thêm 28 bằng 22 là trừ 9 là bằng 11. Ok. Là 21 cộng thêm 15 bằng 36 là trừ thêm 16 là bằng 20 nè. Oh, very good. Very very intelligent, right? 30 trừ cho 9 bằng 21 nè. Là cộng thêm 13 bằng 34 nè. Ok, very good. Là 42 trừ cho 18 bằng 26 nè, là cộng thêm 11 là 3 là 37. Sai rồi. Hả? À. Coi lại. Là 24 đó, là cộng thêm 11 bằng 35.
Ok. là 50 chia cho 14 bằng 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 36 cộng 28 là bằng bằng 44. Ok. Là 52 chia cho 14 bằng 38 là cộng 29 bằng 47. Ok, Con nào? giỏi quá, con giỏi quá. Nhưng mà con bài là làm còn hơi hấp tấp. Thôi cũng được, cũng phải có một xíu xíu sai. Nhưng mà biết suy nghĩ lại là ok rồi. Thôi luôn, được rồi. Hôm nay mình tiếp tục đến bằng 8 nè. 35 cộng trừ cho 14 bằng 36 là cộng 27 bằng 43 là trừ 3 là 40. Ok. Là 40 trừ 16 bằng 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 24 là cộng 28 bằng 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 32 trừ cho 6 bằng 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 26 nha. Good, very good. Giỏi quá. Là 45 trừ cho 9 bằng 36 là cộng thêm 11 bằng 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 47 trừ cho 7 bằng 40. Very good. là Giỏi quá, là vô năm mươi giỏi. năm là cộng trừ cho 26 bằng Khó nha. 29 Giỏi quá. là 40 là trừ cộng 28 bằng 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 37 là trừ cho 4 bằng 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 trừ là bằng 33. Ok, giỏi quá. Ba ba. 33 chứ. Rồi, tiếp. Cái Anh này. xá xá Từ viết lại đàng hoàng đi. Giỏi quá. là 58 trừ cho 27 bằng 34 là trừ cho 24 bằng 27. Giỏi quá, đúng luôn, chính xác. Very good. Là 60 trừ cho 12 bằng 48 là cộng thêm 9 là bằng 57. Đúng rồi, very good. Giỏi quá. Là 48 trừ cho 17 bằng 34 là trừ cộng thêm 8 bằng 39. Quá giỏi luôn. Quá thông minh luôn, là chưa biết viết. Rất thông minh. 44 trừ cho 14 bằng 30 là trừ cho 12 bằng 18. Chưa vô học lớp 1 mà giỏi quá. Đó, Gôn học lớp 1 chưa? Học lớp 1 rồi. Hả? Lớp 1 rồi. Chừng nào mới học lớp 1? Ngày thứ mấy rồi á? Thì sắp vô lớp 1 rồi. Mới học xong mẫu giáo đúng không? Thêm mấy ngày nữa là mới vô lớp 1 đúng không? 2 ngày nữa, 21 mới học lớp 1. 21 Quá giỏi luôn, quá giỏi. Very good. siêu chưa Siêu chưa? Thôi rồi, bye bye.